500m 앞에 차고 다발 지역이 있습니다. 전방에 과속 방지턱이 있습니다. Em đang la lối sùm hết. Cãi bên này tốt hết biết chưa cả nhà. Bây giờ nhìn nè, hết biết tốt luôn rồi. Đấy. La lối sùm hết trơn. Nè, hồng phơi. Trời mưa cái thằng chồng mình nó đậy cái nè, mình mắc cười không, rớt tùm lum hết trơn dưới đất kìa. Trời đất ơi, rớt rồi. Còn em này em nhảy nhóc em la lối sụm mà nãy trơn này ra coi em la. Tôi đi. Yeah. Một tuần mới về một lần đó. Từng mới diện lần cả em mà em la lối kìa. Vàng đậu của mình nè cả nhà, đậu với khổ qua trồng chung. Khổ qua nè. Khổ qua được mấy trái nè. Đó. Nhìn thấy cưng không, nhỏ xíu với này nè. Đây nè, nhìn ném nè, đó đây chờ thằng ném trong này rất cưng lắm. Nhìn thấy cưng chưa, đây nè còn được mấy trái nè, bữa tính ruộng vàng rồi đó mà chưa ruộng cái nó còn được mấy trái nè. Nè cây ớt nhà mình chín, có chín nè, chín nhiều lắm, chín cũng ít ít trong đó đó nè. Trời ơi, nghe mấy con chim nó hót kìa, thấy thương chưa. Rau muống nó tàn, nó không lên nổi, lạnh quá nó lên không nổi luôn. Ở bên kia thì xà lách thì tốt, xà lách thì rất tốt luôn. Dưa leo thì thôi rụi hết rồi, không còn, còn mấy trái dính trên vàng kìa mà nó rụi hết trơn. Mùa này không có trồng được cây gì nữa hết. Giờ chuẩn bị đi đào khoai lang nha cả nhà, chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ đi đào thôi. Bây giờ là 2 giờ chiều, lúc nãy mình về tới 12 giờ hơn tí, ăn cơm xong rồi giờ chuẩn bị đi đào khoai lang. Đào khoai lang cho bây giờ mình đi đào khoai lang cho cả nhà xem nha. Đi thôi. Ui, 장화를 안 신었냐? 아? 장화 신어야지. 아? 참. 내가 내. 어?
khoai lang nha, khoai lang. Còn cái này là, còn đây là đậu phộng, đậu phộng. Bữa nay cũng nhổ đậu phộng nữa, nhổ một ít đậu phộng coi để coi nó có củ, nó có hạt chưa. Khoai lang. Cứ xuống đi ăn ta coi á. Xuống đi phở đó. Ta làm tơ ngoài giờ chứ nè. Ít ta gọi ta tóc kìa, ít ta gà. Ít có mân cho khiếm cô. Ít ta tóc kìa. Đây đậu phộng luôn nè. Đậu phộng đó nha. Hành. Hành ba đô. Nhiều lắm. Củ cải. Cái này lớn chưa? Lớn chưa? Chó rồi đấy. Cái này lớn nha. Cái này lớn nó biết lớn chưa? Tốt hết, tốt rồi. Cái này khoảng tháng sau là làm dưa được. Có bắp rồi nè. Cái này, cái cây này có bắp rồi nè. Nắng quá nhìn không thấy nó chối. Có bắp rồi. Rồi ngút bắp rồi nè. Tốt quá, tốt rồi. Tốt chưa? Giờ cũng mắc không ít cộng lan nha cả nhà. Đem thôi. Đâu uống kia đi. Uống. Vậy, nó vô cái thứ đó cho mình. Uống. Uống như trời rồi. Uống như là hấp cái đó mình cho khỏi. Chứ chứ thằng lỗ. Anh ơi, tao đi mãi liên quan nhé. Mãi liên quan nhé. Chờ chút chút chút. Nắng. Hai đợt nhiều lắm. Hai ngày lâu quá. Mới ấy được. Em hái được ngon ít nào cả nhà. Có chút xíu rồi, hái tiếp nữa nè. Ngồi thật đẹp xem. Củ này, củ này. Đó, củ. Ô. Ô, nó bự. Nhìn nó bự nè. Đó. Bự chưa, bự chưa. Đây. Bự chưa. Wow, chín chưa. Khoai lang đây. Có ông hàng xóm, ông qua chơi. Cái ông gần bên nè, cặp bên đất á. Ông qua chơi, cái thằng chồng mình vô, ngồi nói chuyện với ông rồi. Đợi, nói chuyện ổng xong. Tí,
chồng mình ra lấy đồ đào lên mới được. Coi nè, nó bự nè cả nhà. Bự gì nè. Đó. Ham chưa? Thấy tụi mình bao nhiêu củ nữa, mình thấy cái củ nó bự quá trời luôn. Đây mới có củ nè, củ nè cả nhà. Đó, củ. Wow. Mà nó bị nứt, nó bị nứt. Cái nứt này á, mà biết sao không? Hồi đó ông chồng mình á, nó thọc tay xuống đây nè, nó tưới nước á, nó thọc xuống ngay chúng ngay cái củ, bị tét, cái củ. Nha, nhà dưới củ nó mất cười quá, khủng khiếp vậy đó nè. Nhìn củ khoai này, nó mất cười thiệt chứ, nhìn nè, nó bự vô cái này. Có củ khoai gì? Có củ khoai này mà nó bự vô. Nhìn củ khoai bất tượng ra nè. Đó. Tại cái điện thoại của mình á, nó lâu đời quá đó. Quay nó hơi lắc, cả nhà thông cảm nha. Nó hơi lắc. Để tháng sau, tháng sau mình đổi điện thoại à. Quay nó sẽ đẹp hơn. Nè, nè, nè. Củ khoai. Bộ gì đó, đó. Nó bộ gì đó. Bây giờ bắt đầu đào nha. Mình lấy được cái cây đào ra nè. Nó to cho bá lửa luôn. Nó còn gì nè. Để lâu quá nè, nó nên nó mới gì. Nè. Đây. Củ khoai lang. Cái này còn là củ khoai lang nữa, không biết nữa nó gì rồi sao ăn. Đó, nó bự gì đây nè. Bạn chồng mình để lâu quá phải không? Ông tập mơ là em ngồi chơi nó đang chồng mình để lâu quá nên nó mới bị gì nè cả nhà. Củ nó là củ nào cũng lấy bên lớn nó gì nè. Củ này nó bự nè cả nhà, nó bên lớn nè. Củ bà lè đó.내일은 다 긁고 나서 캐기는 문제가 아니여. 그뭐 이런 거 싹 다 뜯더라고. 실고 나서 싹. Đây cả nhà ơi, đào được nhiều đào khoai lang này. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Mà khổ nào bằng bắp đùi của mình. Nó bự nó nở tè le tè lét hết trơn.